xanh. Màu mèo quá, thì chắc là em không thích đâu. Màu trắng hay là màu đen đi? Ngoại hình cao to nhưng mà cũng ưu điểm cũng là khuyết điểm. Lúc nãy anh Hiếu có nói. Hai. Ba. Ba. Thế này. Ừ. Ừ. Ok. Khi mà Chami đưa cho Hiếu cái bộ đồ cưới thì Hiếu rất là bất ngờ. Bất ngờ về cái tông màu. Bởi vì Hiếu là người từ trước đến giờ gần như là ít khi xài cái tông màu giống như Trang Mi chọn. Bộ này em để cần thay đổi kiểu tóc, anh nghĩ nữa là đúng nó rồi. Sẽ hợp luôn á. Mũi lên đúng không? Ừ. Bộ này chọn trẻ mà. Cái quan trọng là em thích hay không thôi. Đẹp. Nói thật lòng cơ mà. Đẹp, đẹp thì mà. Em thấy đẹp thì lúc đầu thì em thấy là không biết mình nó có bị con chúa không nhưng mà ừ. Bộ này thấy nó đẹp. Em hôn đi. Nào. Thì anh cứ nhìn đi. Nghiêm túc. Ok, em nghiêm túc mà. Công khai tình yêu. Hai bạn hãy gọi điện FaceTime cho người thân để giới thiệu bạn trai hoặc bạn gái của mình. Cái này dễ với em quá rồi. Sao dễ anh? Ngày nào giờ em đâu có công khai gì đâu. Cái này quá dễ với anh. Gì hả? Thôi tại không... trước giờ anh chưa bao giờ làm việc này cả. Để anh nghĩ thằng. Okay. Đây, để điện này. Đang làm gì đấy bạn ơi? À, ở công ty. À, sao là ở công ty? Công ty đây. Thế à? Ờ. À. Mày đâu đấy? Chuẩn bị cưới xin đến đâu rồi? Thì là dịch vụ đặt hết thôi. Đặt hết à? Yêu hạnh phúc thế. À. Đang tính thứ bảy về để chúc mừng ngày cưới của bạn đây này. Bao nhiêu em ở gặp anh Hiếu ở nhà. Thế á? À? Em mà anh Hiếu ngày mốt lấy vợ rồi. Ừ, đang đi thử đồ cưới đây này. Vợ mang bầu. Đây này. Vợ ở đâu? Em chào anh ạ. Em tên gì đấy? Dạ, em tên là My. À, đấy dạ. Đấy. Hai người cưới thật á? Cưới thật đây này. Tại vì á... Giỡn làm cái gì? Mày chụp ảnh đi. Thâm à? Nhưng mà nhìn cô này được không? À, sao anh cứ quay vào để em? Để tao quay cái video này lên lớp nha. Ôi, đưa lên lớp là thôi, đấy là cháy lớp đấy. Em ngồi gần bên đây xem nào. Dạ.
Sao anh? Ngồi gần vào đây. Chưa chút xíu. Bạn của anh bảo là không tin. Ủa sao anh không tin vậy anh? Không tin được, thằng yếu này không tin được. Chờ khi nào nó phải có thiệp hồng đó, thiệp hồng trong tay. Tấm thiệp hồng trên bàn à? Này. Ơi. Tao thấy bạn kia, bạn anh đeo nhẫn cưới đúng rồi. Thì đấy, thì thế mới nói nè. Bây giờ hai đứa nhất đôi rồi nè. Đây nè. Đâu? Đây. Đây nè. Đâu? Đây, bỏ ra, từ từ đây. Đấy. Thấy chưa? Tao thấy mỗi một cái vậy. Đây. Thôi nói chung là khi nào có thiệp hồng trao tay thì phải khai thật đêm nay mà có chương trình gì ấy. Làm gì có chương trình gì? Nhưng mà đấy, bây giờ là quyết định là lấy cô này đấy. Duyệt nhá. Quyết định là tao theo mày. Ừ. Rồi, bye bye. Xong rồi, bây giờ em điện cho một người đi. Để xem họ có tin không. Đấy, được rồi này. Hello. Alo. Trời, anh đang làm gì vậy? Đang làm việc thôi. Anh biết em đang làm gì không? Mặc áo cưới. Nhấy. Mặc áo cưới hả? Hay mặc áo cưới nên biết đúng rồi. Bắt đầu. Là tại vì sắp tới đây là em sẽ cưới gấp nên là hôm nay mới đi thử áo cưới. Cái gì? Em nói là em sắp cưới rồi. Em có bồ chưa mà cưới? Thì em có bồ rồi em mới cưới. Cưới ai? Hả? Cưới mà. Không biết anh biết không nữa. Chắc không. Đây nè, anh. Đây. Xin chào anh ạ. Đúng rồi, anh Hiếu Nguyễn. Ừ. Xin chào. Đang có chương trình, đây. Bất tào lao. Vậy, chương trình gì đâu, anh giỡn hoài. Anh nói gì cho em tin đi anh. Thì nếu là sự thật thì đâu cần phải nói gì đúng không? Tại sao anh lại không tin em? Thiệt hả? Thiệt. Thôi, cái nào cầm cưới đi tìm. Anh thấy thân thiết như vậy thì anh nghĩ nữa coi. Thân thiết gì đâu. Thân thiết quá trời luôn, nè. Hả? Trời. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Rồi, vậy là tháng sau chuẩn bị vest, đồ đẹp đẹp để đi ăn cưới của em nha. Anh luôn đẹp không có chuẩn bị. Rồi, vậy nha. Ok, bye bye. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, trời. Chắc chết đó, lần đầu tiên trong cuộc đời em làm cái kiểu này luôn á. Em cảm giác là em nói dối một cách rất là trắng trợn. Sẵn đây thì em nhân tiện là em xin lỗi anh Phương rất là nhiều tại vì đã nói dối anh. Chắc chắn là đến cuối chương trình thì Trang My cũng sẽ có một món quà để tặng cho anh Hiếu dù cho có tỏ tình hay là không. Nhưng mà đó cũng là một món quà kỷ niệm thật là chân thành gửi đến cho anh Hiếu.
em tặng cho anh. Tại vì trong cái lúc đi cùng nhau á thì anh có kêu em hát nhưng mà em không hát, em muốn giấu đến cuối cùng. Thì mới cho anh bất ngờ được. Thì bản thân của anh thấy rất là bất ngờ. Dạ. Bất ngờ với sự xuất hiện của em. Rất là đẹp. Đẹp nhưng mà lại kèm theo đó nó có một cái gì đó nó rất là lãng mạn cơ. Cảm ơn anh. Anh vui là được rồi. Anh rất là vui. Dạ rồi. Mình rất là thích cái phong cách của em ấy. Từ lúc Hiếu gặp Trang Mi đến giờ, cô ấy luôn cố gắng. Mặc dù là nếu ngoài cuộc sống chưa chắc cô đã phải là như vậy. Và Hiếu đã tìm mọi cách để cho cô ấy thoải mái nhất, để cho cô thể hiện con người của mình nhất. Và suốt một ngày thì đến bây giờ thì chắc cũng là gần hết những thử thách của chương trình rồi. Thì Trang Mi càng ngày càng thấy là anh Hiếu có cái sự chủ động khi mà nói chuyện với người khác thì làm cho người khác thoải mái hơn. Và Trang Mi dần dần giống như là mở rộng lòng mình nhiều hơn. Đi tuyệt vời. Dạ đúng rồi, em thích không gian ở đây. 24 giờ gặp nhau, chúc mừng vì điều đó. Chúc mừng. Cheers. Cheers. Sao anh nhìn em cười vậy? Anh đem dễ thương. Chẳng lẽ không nhìn em nữa? Nếu có một điều ước ấy, em ước cái gì vào bây giờ? Tại vì người ta hay nói là cái điều ước mà nói ra nó sẽ không thành hiện thực, nên là em chỉ ước thầm thôi chứ em không nói ra đâu. Còn anh nếu có một điều ước thì anh ước cái gì? Anh ước là bây giờ anh được đi ra ngoài ngay lập tức. Thật luôn hả? Thật. Tại vì qua hành động của em thôi, qua câu trả lời của em. Tại vì với anh ấy thực sự không có sóng truyền hình ở đây. Là đúng con người của anh. Nếu bây giờ anh đứng dậy đi em buồn không? Thật lòng. Dĩ nhiên là sẽ có. Có thì sẽ làm. Em ngồi ở đây nhé. Ok. Ok. Bây giờ với cả Trang Mi thì lúc mà làm bánh ấy thì nó nhiều hơn. Bây giờ ấy, nó lại bị giảm đi. Có thể là qua một cái cuộc nói chuyện hay trong cái quá trình mà tương tác với nhau thì làm cho mình tự nhiên mình cảm giác là nó thiếu cái gì đó. Trời ơi. Tôi đúng không? Đúng, thì em vẫn bị lừa cuối cùng. Anh không có lừa em. Để chứ gì nữa. Mà anh đang gọi là cho em trải nghiệm những cảm xúc khác nhau. Đúng là sáng giờ em chưa có cảm xúc buồn thôi. Cảm xúc hụt hẫng nữa. Bất ngờ quá. Còn thêm một bất ngờ nữa.
về bản thân em trước giờ em không có chủ động trước một bạn trai chưa bao giờ luôn. Tại vì trước giờ các bạn trai đều chủ động với em đúng không? Đấy là thành thói quen rồi. Hôm nay là một ngày mới, mình thay đổi ngày mới. Mình chủ động một bạn trai khác. Em khó mà thay đổi được cái suy nghĩ đó. Mình sẽ còn gặp nhau nữa đúng không? Dạ đúng rồi, mình sẽ còn gặp nhau nữa. Ok. Bây giờ em có thể đứng lên và em ôm anh một cái được không? Dạ được. Ôm mà phải hôn thật lòng. Hả? Hôn hả? Hả? Hôn hả? Ừ. Em ngại lắm. Ok. Dạ. Em rất cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho em quá nhiều cái cung bậc cảm xúc. Vui có, mến xíu nữa là không có buồn rồi, nhưng mà lúc cuối vẫn có buồn. Và thật sự là em cảm thấy rất là vui ngày hôm nay. Cảm ơn anh.